Tây Nguyên là vùng đất sinh sống của rất nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Trong đó, người Bahnar chiếm số lượng lớn và cư trú tập trung ở khu vực phía Bắc Trường Sơn. Gắn bó với vùng đất này bao đời nay, người Bahnar đã hình thành nên tập quán tự cung tự cấp. Họ chủ yếu trồng trọt và làm một số nghề tiểu thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát và dựa vào tài nguyên rừng để sinh sống. Trong đời sống của mình, người Bahnar rất đề cao tính cộng đồng, thể hiện qua nếp sống sinh hoạt, phong tục tín ngưỡng và tính cộng đồng trong không gian diễn sướng cổng chiêng bền chặt hơn cả. Đối với người Bahnar, cổng chiêng là biểu tượng của sự linh thiêng, cao quý và là tài sản có giá trị nhất trong đời sống vật chất của dân tộc mình. Một dàn cổng chiêng phải có ít nhất 3 chiếc cổng, 5 chiếc chiêng sắp xếp theo thang năm âm. Trước đây, gia đình nào có được một bộ cổng chiêng đầy đủ thì được coi là giàu có, được nhiều người kính trọng. Dòng họ nào, buôn làng nào có nhiều cổng chiêng sẽ được các dòng họ khác, làng khác nể trọng. Nhiều nhà nghiên cứu từng nói, nghệ thuật cổng chiêng của người Tây Nguyên nói chung và người Bahnar nói riêng đã phát triển đến một trình độ cao so với các nước trong khu vực. Mỗi bài tấu chiêng là sự kết hợp của nhiều cá nhân tạo thành. Một bài chiêng cần có bao nhiêu chiêng thì có bấy nhiêu người đánh. Tuy là kiệt tác truyền khẩu, nhưng các nghệ sĩ cổng chiêng đều nhớ được từng tiết tấu và kết hợp với nhau hài hòa, tạo nên một bản hòa tấu đa sắc màu. Mặc dù cổng chiêng Bahnar không phải do người Bahnar chế tác, nhưng nó lại trở thành nhạc cụ chung của người Tây Nguyên, được người Tây Nguyên quý trọng và biến thành nhạc cụ nghệ thuật cao mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Âm vang cổng chiêng luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh, nghi lễ của người Bahnar. Có thể nói rằng, âm vang cổng chiêng Bahnar đã bắt mạch, bám rễ vào đời sống của mỗi một con người, của cả cộng đồng Bahnar. Người Bahnar đánh chiêng trong các dịp lễ hội truyền thống, tín ngưỡng như lễ thổ tai, trừ tà, cầu mưa, mừng lúa mới, đám cưới, mừng nhà mới, lễ ăn châu, lễ cầu mùa, lễ cầu chúc sức khỏe cho người và gia súc, lễ đưa tiễn các chiến binh ra trận, lễ đón mừng chiến thắng, lễ tang ma, vân vân. Và cứ thế, đời người dài theo tiếng chiêng cổng vang vọng trên đại ngàn. Ở núi non Tây Nguyên, một đứa bé lọt lòng mẹ chỉ được xem là con người khi người ta thổi linh hồn vào cho nó. Vậy nên, có lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh. Người Bahnar tin rằng sau lễ thổi tai, lễ truyền cái nhớ, lễ truyền sự sống, đứa bé sơ sinh mới chính thức là người. Từ ngàn xưa, khi con người chưa có chữ viết, thì lời nói, sự nghe quan trọng đến chừng nào. Lỗ tai nhỏ bé,
nhưng lối vào lại rộng thênh thang. Mỗi người chỉ có một đôi tai bé nhỏ. Mỗi đôi tai chọn một cách lắng nghe khác nhau. Có những đôi tai chỉ quen nghe lời ngọt ngào. Có những đôi tai biết nghe cả những lời thật, dẫu chát chua, cay đắng. Có những đôi tai biết nhớ, tai nghe, rồi tai biết sự nghe hôm nay là dòng chảy vĩnh hằng của sự nối tiếp, câu chuyện thế hệ. Và trong mỗi dịp lễ như thế này, chủ nhà lại mời đội cồng chiêng đến diễn tấu. Tiếng cồng chiêng trong lễ thổi tai của một đứa trẻ như để khẳng định sự tồn tại của thành viên mới trong cộng đồng, có nghĩa vụ, quyền lợi như mọi người, và hướng đôi tai của nó biết nghĩ, biết lắng nghe. Rồi sau này lớn lên, đứa trẻ ấy sẽ trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội. Gắn bó với cổng chiêng, vậy nên tiếng chiêng của người Bahnar dường như có thể nói hộ lòng người về những trạng thái vui hay buồn. Người Bahnar đánh chiêng như lời thông báo. Khi thì thúc giục rộn rã, báo hiệu ở trong buôn có gia đình tổ chức lễ mừng ăn cơm mới hoặc mừng nhà mới. Khi lại chậm chạp, u hoài để báo tin trong dòng họ có người qua đời. Nỗi đau được chia sẻ theo chiều dài vang vọng của tiếng chiêng, gửi tâm tình bay qua 9 núi 10 sông. Qua tiếng chiêng, mọi người xích lại gần nhau hơn, nhắc nhở nhau đoàn kết, thương yêu, vượt qua những khó khăn. Khi một người từ giã cõi đời, tiếng chiêng vẫn vang vọng tiễn đưa. Mãi đến khi sau lễ bỏ mả, người đời mới thực sự nguôi ngoai. Và đó cũng là sự đoàn kết của cộng đồng và là cái tình của người Bahnar. Là dân tộc cư trú lâu đời giữa vùng đại ngàn, sống gần gũi với thiên nhiên, người Bahnar luôn tâm niệm con người được sinh ra từ rừng và khi chết đi lại trở về với rừng. Người Bahnar tin rằng cái chết chưa phải là hết. Ở làng, mỗi khi có đám ma, dân làng phải chia sẻ nỗi buồn với gia đình người chết bằng cách đánh chiêng. Từ lúc người chết nằm xuống đến khi đưa ra nhà mộ thì tiếng chiêng mới được dứt. Trong đám tang, gia đình người thân khóc thương người chết, kể và tưởng nhớ về người đã khuất, kể về những tình cảm, sự đóng góp của người đã khuất khi còn sống. Ở đây, nỗi buồn không quá bi thương, day dứt, mà thường nhẹ nhàng, ấm áp. Thậm chí, sau phần lễ, thì đám tang lại biến thành một không gian văn hóa tràn ngập niềm vui. Đó là không gian của những nhịp chiêng cùng những điệu xoang. Bởi theo quan niệm của người Bahnar, cái chết chưa phải là hết, mà đó là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới ở bên kia thế giới. Và tin rằng sau khi chết, linh hồn sẽ sang sống ở thế giới bên kia của tổ tiên. Nên người Bahnar có tục làm lễ bỏ mả để tiễn đưa linh hồn người chết ra đi. Cũng vì thế mà có thể hiểu lễ bỏ mả là phương tiện để chuyển thể trạng thái sống cho người chết.
Chỉ sau lễ bỏ mả, linh hồn người chết mới hoàn toàn tách khỏi mọi ràng buộc với người sống để đi đến quê hương của mình. Còn người sống thì mới thực sự được giải phóng khỏi mọi liên hệ với người chết. Mặc dù là nghi thức tang ma, nhưng theo quan niệm của người Bahnar, lễ bỏ mả là hội vui cộng cảm, là dịp người sống được giải phóng mọi ràng buộc với người chết. Là khoảng thời gian người dân trong buôn đánh cổng chiêng, uống rượu cần, múa hát vui vẻ, quây quần bên nhau. Tiếng chiêng trong lễ bỏ mả là tiếng nền cho tất cả các loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống khác được thăng hoa. Tiếng cổng chiêng là lời nhắn nhủ của người sống chuyển đến thế giới của người chết, nhằm cầu mong cho linh hồn được tái sinh một cuộc đời khác ở thế giới vĩnh hằng. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng các loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo được người Tây Nguyên trình diễn cùng một lúc. Có thể nói, đỉnh điểm mùa lễ hội ở Tây Nguyên chính là tại không gian này. Lễ bỏ mả đã và đang tô điểm cho bức tranh văn hóa Bahnar thêm rực rỡ và đậm chất sử thi. Ẩn sâu trong bức tranh lễ bỏ mả là bề dày của cả một nền văn hóa độc đáo, là tiếng cổng chiêng thay cho tiếng lòng của đất và người Tây Nguyên. Cổng chiêng Tây Nguyên đã là di sản văn hóa của nhân loại. Đây là niềm tự hào không chỉ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mà còn là niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam sống trong và ngoài nước. Vinh dự gắn liền với trách nhiệm khiến công tác bảo tồn di sản văn hóa quý giá này càng được quan tâm, đầu tư hơn. Nhưng bảo tồn như thế nào lại là bài toán cực kỳ phức tạp, vất vả và còn có nhiều quan điểm khác nhau. Ở làng Mơ Ra, xã Cong Lơ Khâng, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai, chính quyền đã chọn cách bảo tồn động, đó là vận động các báu vật sống để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Họ là những nghệ nhân dân gian có kinh nghiệm diễn sướng cổng chiêng, là những người có đôi tai thẩm âm và có kỹ năng truyền khẩu hơn người. Bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, ngày ngày các nghệ nhân kiên trì tiếp lửa đam mê cho các em. Sau khoảng thời gian dài nỗ lực và cố gắng, giờ đây cổng chiêng hiện không chỉ thân thuộc với người già, với những nghệ nhân lớn tuổi, mà nhiều thanh thiếu niên Bahnar cũng rất hứng thú với di sản văn hóa này. Hiện nay, tại một số buôn làng Bahnar, huyện Ca Bang, huyện Công Tro, tỉnh Gia Lai, đã xuất hiện nhiều đội cổng chiêng nhí đánh cổng chiêng khá điều luyện. Chính các em sẽ là những hạt nhân nòng cốt giữ lửa cho cổng chiêng Tây Nguyên không bị mai một theo thời gian. Có thể nói, đây là tín hiệu đáng mừng trong công cuộc bảo tồn kiệt tác truyền khẩu của nhân loại này.
năm 2018, huyện Ca Bang lần đầu tiên được vinh dự tổ chức ngày hội văn hóa du lịch nhằm giới thiệu đến du khách về lịch sử và văn hóa con người nơi đây. Ngày hội chính là không gian để bà con Bana ở đây trình diễn những tiết mục văn hóa văn nghệ độc đáo như hâm mon, dân ca và điểm nhấn là những tiết mục diễn tấu cồng chiêng của các nghệ nhân dân gian và đội cồng chiêng nhí. Gần một tháng nay, ngày nào đội chiêng của làng Cờ Giang cũng miệt mài tập luyện dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Đinh Hơ Leng. Đội chiêng của làng Cờ Giang gồm có 36 thành viên và đã thành lập được 10 năm nay. Ban ngày thì đi làm nương làm rẫy, họ chỉ có thể tranh thủ tập luyện vào buổi tối. Thế nhưng buổi tập luyện nào cũng đông đủ mọi thành viên với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Có lẽ cũng bởi cồng chiêng đã như hơi thở, như máu chảy trong mỗi một người dân Bana. Tôi tên là Hơ Leng, 60 tuổi, vì bản sắc văn hóa dân tộc dần mai một. Ông bà trước đã dặn tôi là không được bỏ bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là cồng chiêng, đàn trưng, đàn ca ní, đàn gong. Tận dụng thời gian các cháu rảnh, tôi lại dạy cho chúng đánh cồng chiêng. Chủ yếu là nhóm trẻ, học lớp 5 đến lớp 7. Tập cho lũ trẻ lúc đầu rất khó, nhưng khi chúng học được rồi thì chơi rất nhanh. Thời gian 2 năm qua, các cháu làm rất tốt. Từ bây giờ tiếp tục tập thêm mấy đứa trẻ bé hơn và duy trì để không bị mai một. Những thế hệ người con Bana ở Tây Nguyên nói chung chắc hẳn rất tự hào vì cộng đồng của họ đã biết nhận thức được đúng đắn việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Chính họ là những người giữ cho mạch ngầm văn hóa Tây Nguyên hôm nay luôn chảy mãi. Và cho đến ngày hôm nay, chính sự bảo tồn động đã giúp tiếng chiêng của người Bana vang xa ra khỏi nơi đại ngàn hùng vĩ. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những thế hệ người Bana nói riêng và bà con các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên nói chung luôn đoàn kết và thương yêu lẫn nhau, cùng nhau chung sức bảo tồn những nét đẹp truyền thống của cha ông. Văn hóa Bana đã thật sự đóng góp một phần quan trọng trong nền văn hóa đa sắc tộc trên dãy Trường Sơn Tây Nguyên. Để rồi, những phong tục độc đáo và tiếng chiêng ngày ngày vẫn còn được vang vọng. Bên bếp lửa bập bùng, bà con Bana quây quần bên ché rượu cần, kể cho nhau nghe những câu chuyện bắt đầu từ thuở hồng hoang, còn được ghi chép lại trong những trang sử đầy tự hào về một dân tộc sinh sống trên dải đất Tây Nguyên anh hùng.